Đồ gỗ Gia Thịnh xin kính chào quý khách. Hôm nay thì cơ sở em mang đến cho mọi người một bộ sản phẩm nội thất phòng khách mang phong cách hiện đại và làm theo lối hàng tân cổ điển. Với bộ sản phẩm bàn ghế Hoàng gia Louis này, cơ sở em đang làm theo đơn đặt hàng của anh Hà ở tại là Nghệ An. Bộ sản phẩm Hoàng gia được làm với chất liệu gỗ gõ đỏ và kèm theo là một chiếc kệ TV sừng trâu. Và bộ combo sản phẩm này làm theo đơn đặt hàng của anh Hà thì có những kích thước và những cái độ sản phẩm hàng đặt vân veo và những đặc điểm ta làm sao, thì ngay sau đây thì em xin đi vào các đường nét chi tiết và cũng như là giới thiệu cho mọi người có thể nhìn ngắm và cũng như là chiêm ngưỡng về bộ sản phẩm này mọi người nhé. Bộ sản phẩm thì cơ sở em đang làm gồm là 6 món, một toàn dài, hai ghế đơn và một chiếc đôn kẹp giữa hai ghế và một chiếc bàn và một chiếc đôn con. Bộ sản phẩm làm theo đơn đặt hàng của anh Hà thì yêu cầu là chất liệu thì là gỗ gõ đỏ và là hàng chân 14. Các bác ơi, hàng chân 14. Với bộ sản phẩm này thì cơ sở em đang làm mẫu cực kỳ là đỉnh cao. Hàng thì là toàn bộ phần trương thì cơ sở em làm mẫu trương là trương liền nguyên một khối. Đây các bác có thể xem này. Trương thì toàn bộ là trương liền nguyên một khối và tay là tay đặc. Hàng thì chân là chân 14 này. Chân là chân 14 và đục theo mẫu là Louis 3D hoa là tây. Đấy, cực kỳ là sang trọng theo cái lối hàng Louis kiểu dáng của Pháp. Những cái bộ sản phẩm bàn ghế Louis này thì nó mang cái phong cách hiện đại, nó sang trọng và nhìn nó tinh tế, và khi vào kê vào những không gian trong nhà nhìn nó đẳng cấp, nó luxury cực kỳ. Đấy, khách hàng phải xem những cái đường nét hoa văn trên bộ sản phẩm đây. Cơ sở em thì đục nhấn trên nền bộ hoàng gia hoa hồng. Đấy, đây là bộ sản phẩm bàn ghế hoàng gia Louis hoa hồng. Cơ sở em nhấn trên đây những bông hoa hồng đây, nhìn cảm giác nó tương đối là sắc nét. Đây là sản phẩm hàng mộc thô nhá. Khi mà bộ sản phẩm này cơ sở em hoàn thiện lên, nhìn những cái đường nét cơ sở em đục chạm lại và nhấn nhá lại các đường nét chi tiết, nó rõ ràng, nó cực kỳ là sang trọng. Phông vách thì cơ sở em mà anh Hà đặt là hàng phông vách để trơn. Đấy, phông vách để trơn và độ dày là 3 phân. Hàng trọn vân này các bác ơi. Đấy, và để trơn. Đấy, khi mà những cái sản phẩm hàng trơn này các bác chơi phải sàn mình, nhìn cảm giác tựa lưng vào nó thoải mái, nó vô cùng là đẹp. Với phần bên dưới này các bác có thể nhìn em, với chất liệu gỗ gõ đỏ thì ba chi này, cơ sở em đang làm thì hàng thì toàn bộ là được chọn gỗ trọn vân hết nhé. Với cái ván mặt này cơ sở em làm toàn bộ ván mặt dày là 2 phân, ván mặt toàn bộ dày là 2 phân, khung tranh làm bao quanh là 4 phân rồi, yếm thì cũng làm 4 phân, vén cong đục 3D là hoa lá tây, chân thì đều là chân nguyên bản, chân 14 rất chi là to, nhìn cảm giác nó đẳng cấp, nó mê ly luôn. Hàng thì toàn bộ phần trương thì cơ sở em làm trương là trương đặc và trương dày là 10 phân, đục chạm là hai mặt. Phần phong cách đây cũng được đục chạm hoàn toàn luôn, nhìn cảm giác những cái đường nét chi tiết trên bộ sản phẩm này nó sắc sảo, nó đẹp vô cùng. Và một chiếc bên cạnh này anh Hà đặt chiếc bàn thì có kích thước rộng là 81 và chiều dài là 1m70. Hàng thì trên đục là khung gương và nhấn trên góc viền là hoa là tây các bác nhé. Và hàng thì đều lượt hai lượt khung tranh này, hai lượt khung tranh, hai phần bên dưới này cơ sở em gọi là phần khung tranh non. Đấy, khung tranh non để khi mà kê bộ sản phẩm này vào nó có thêm những tầng lớp để nó nhìn nó quý phái, nó sang trọng hơn rất chi là nhiều. Ngăn kéo thì cũng được đục này, ngăn kéo được đục này, yếm thì bản đục là 3D hết rồi. Đấy, bàn thì cơ sở em làm bàn gắn cong. Các bác có thể xem những cái sản phẩm với 100% là chất liệu gỗ đỏ ba chi, nhìn cảm giác mà nó bệ vệ, nó cực kỳ là đẹp luôn. Đây, hai bên là hai chiếc ghế đơn này. Đấy, ghế đơn thì với bề ngang cơ sở em đang làm rộng là 1m15, cao từ chân lên đỉnh trương là 1m47 và sâu thì là 75cm. Đấy, ván mặt ván ghế thì cơ sở em bộ sản phẩm này mới làm xong. Nhìn cảm giác những cái đường ván trên bộ sản phẩm này nó rất là sáng, màu nó rất là sáng. Với chất liệu gỗ gõ đỏ thì các càng để lâu thì vân gỗ với cả màu sắc nó càng đẹp, nó càng đẹp lên. Đấy ạ. Đấy, nhìn những cái phần phông vách này, nó đẹp chọn cực kỳ. Đấy, đẹp chọn cực kỳ. Trương thì toàn bộ là trương liền. Đấy, trương thì cơ sở em làm từ bên trái sang đỉnh cột bên phải này, toàn bộ là trương liền nguyên một khối, đục chạm là hai mặt các bác nhá. Với phần tay trên bộ sản phẩm này em cũng muốn review luôn. Với phần tay thì cơ sở em làm toàn bộ là tay, là tay đặc. Đấy, tay đặc và là tay liền nguyên khối. Hàng bản tay chữ S. Với nhìn nó cong, nó dẻo cực kỳ. Ván mặt, ván ghế thì toàn bộ là chọn vân hết. Chất liệu gỗ gõ mà để chọn được những bộ sản phẩm vân đẹp như này,
thì cũng cực kỳ là mất công và tốn thời gian. Đây em quay cho các bác xem cái phần ngang của bộ sản phẩm này đây, rất chi là đẹp và tinh kỹ. Và kèm theo đó là cơ sở em đang làm cho anh thêm là một chiếc kệ tivi hàng sừng trâu, chiều dài là 2m4, cao là 77 và sâu thì là 45, với chất liệu cũng là gỗ gõ. Đấy các bác phải xem này, với đặc điểm của gỗ gõ này thì là khi mà những bộ sản phẩm gỗ gõ này thì trong thời gian hiện tại được rất nhiều các bác ưa thích và cũng như là muốn sử dụng cho gia đình nhà mình, vì chất gõ thì nó có độ êm và cái độ co ngót thì cực kỳ hạn chế, và gỗ gõ thì cực kỳ là tốt vậy, và có giá trị về tinh thần và cũng như là về sau này. Đấy các bác phải nhìn này, mịn cực kỳ. Đấy, bị ché luôn. Đấy, bị ché luôn, sắc nét cực kỳ. Đấy, mẫu kệ TV sừng trâu này. Đấy, các bác có yêu thích bộ sản phẩm này thì có thể liên hệ với cơ sở đồ gỗ Gia Thịnh em mọi người nhé. Và em cũng xin công khai báo giá cho các bác khách hàng bộ sản phẩm Hoàng Gia Louis này, cơ sở em đang làm thì là 67 triệu. Đấy, cho bộ sản phẩm bàn ghế hàng tay đặc trưng liền, hàng trọn vân và ván mặt dày 2, khung tranh dày 4. Hàng thì là những tầng cổ chỉ, nó sẽ dày dặn hơn rất chi là nhiều so với bộ sản phẩm này. Và kèm theo là một chiếc kệ TV sừng trâu, chiều dài là 2m4, đi theo combo sản phẩm là 8 triệu các bác nhé. Và mọi người yêu thích bộ sản phẩm này thì có thể liên hệ với cơ sở em qua số điện thoại trên màn hình ở đây, hoặc kết bạn em qua Zalo là 0965 628 633. Và cơ sở em thì đang ở tại là thôn Đại Vĩ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác yêu thích những bộ sản phẩm này thì có vẻ trực tiếp của cơ sở em tham quan và mua sắm. Em cũng xin kính chào gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin chân ái và tạm biệt. Cảm ơn quý khách.